Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 3, làm quen với khối lượng, dung tích. Bài 18, luyện tập chung. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài luyện tập sách giáo khoa trang 70. Cô mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: tính. Ở đây là các phép tính cộng trừ qua 10 trong phạm vi 20 mà các em đã được học. Bây giờ các em hãy vận dụng để chúng ta thực hiện tính kết quả của các phép tính cộng trừ. Và các em lưu ý, trong các phép tính cộng trừ này có đi kèm đơn vị khối lượng, đó là kg, và đơn vị đo dung tích, đó là lít ở bài ý B, và đơn vị đo khối lượng kg ở bài tập ý A. Khi tính, các em tính cộng trừ bình thường, sau đó kết quả chúng mình sẽ ghi kèm đơn vị giống như đơn vị trong bài đã cho. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Ở phép tính đầu tiên là 40kg cộng 20kg. Ở đây là cộng các số tròn trục. Các em lấy số 40 cộng 20, 40 cộng 20 bằng 60. Và chúng mình điền ở đây là 60kg. Tiếp tục phép tính thứ hai, 60kg trừ 40kg bằng. Chúng mình thực hiện, đây là phép tính trừ các số tròn trục. 60 trừ 40 bằng 20. 20 chúng mình ghi là 20 và ghi kèm kg. Vậy 60kg trừ 40kg bằng 20kg. Đây chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ đấy các em. Phép tính tiếp theo, 8kg cộng 5kg bằng. Ở đây là phép tính cộng qua 10. Chúng ta sẽ tách 5 gồm 2 và 3. 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. Và kết quả là 8kg cộng 5kg bằng 13kg. Phép tính tiếp theo, 13kg trừ 8kg. Chúng ta thực hiện tính trừ qua 10 trong phạm vi 20. Đó là 10 trừ 8 bằng 2, 2 cộng 5 bằng 3. Và kết quả là 13kg trừ 8kg bằng 5kg. Phép tính tiếp theo, 25kg cộng 31kg. Chúng mình thực hiện tính cộng bình thường. Được kết quả, chúng mình sẽ ghi kèm đơn vị là kg. 25kg cộng 31kg bằng 56kg. Tiếp tục, 56kg trừ 31kg bằng 25kg. Như vậy, ở các cặp phép tính ở ý A thì đây chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ đấy các em. Ý B, chúng mình thực hiện 30 lít cộng 10 lít bằng. Chúng mình thực hiện cộng các số tròn trục. 30 cộng 10 bằng 40. Vậy 30 lít cộng 10 lít bằng 40 lít. 40 lít trừ 10 lít bằng 30 lít. Và đây cũng chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 7 lít cộng 6 lít. Đây là phép cộng qua 10. Các em hãy tách 6 gồm 3 và 3. 7 cộng 3 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. 7 lít cộng 6 lít bằng 13 lít. Tiếp tục, 13 lít trừ 7 lít bằng. Đây là phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Chúng ta lấy 10 trừ 7 bằng 3. 3 cộng 3 bằng 6. Vậy 13 lít trừ 7 lít bằng 6 lít. Phép tính tiếp theo, 45 lít
cộng 23 lít bằng 68 lít. 68 lít trừ 23 lít bằng 45 lít. Như vậy ở bài tập ý B cũng củng cố chúng ta về các phép tính cộng trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Điền số. Các em hãy quan sát, nghe cô đọc bài toán nhé. Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây, cầu đều thăng bằng. Đây chính là hai trường hợp, hai chiếc cầu thăng bằng đấy các em. Các em hãy quan sát chiếc cầu thứ nhất, đó là hình ảnh chiếc cầu thăng bằng, hai bên đều bằng nhau, một bên là con thỏ và một bên là hai con gà đấy. Vậy chúng ta nói là con thỏ bằng hai con gà. Vậy ý A, con thỏ nặng bằng mấy con gà? Quan sát vào hình, chúng ta trả lời được rằng con thỏ nặng bằng hai con gà. Như vậy, một con thỏ được nặng tính nặng bằng hai con gà đấy các em. Tiếp tục ở câu hỏi ý B, con chó nặng bằng mấy con gà? Muốn biết con chó nặng bằng mấy con gà, các em hãy quan sát chiếc cầu thăng bằng thứ hai. Đó là một bên là hình ảnh con chó và một bên là hình ảnh hai chú thỏ. Nhưng câu hỏi lại hỏi là con chó nặng bằng mấy con gà thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Các em ạ, ở ý trên chiếc cầu thăng bằng chúng mình đã biết được một con thỏ thì bằng hai con gà. Vậy hai con thỏ thì bằng mấy con gà? Chúng mình thấy một con thỏ bằng hai con gà. Vậy hai con thỏ tức là 2 cộng 2 bằng 4 con gà đấy. Như vậy chúng mình có thể trả lời được con chó nặng bằng 4 con gà và giải thích vì con chó nặng bằng 2 con thỏ mà 2 con thỏ thì bằng 4 con gà. Do đó con chó nặng bằng 4 con gà. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 là một bài toán có lời văn. Các em nghe cô đọc bài toán nhé. Tại cửa hàng xăng dầu, một người đi ô tô vào mua 25 lít xăng. Một người đi xe máy vào mua 3 lít xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng? Vậy, quan sát bài toán, đọc thầm và cho cô giáo biết bài toán cho chúng ta biết gì nào? À, các em ạ, bài toán cho chúng ta biết một người đi ô tô vào mua 25 lít xăng. Vậy bài toán còn cho biết gì? Bài toán còn cho biết thêm một người đi xe máy vào mua 3 lít xăng. Vậy bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng? Vậy muốn biết cả hai người mua bao nhiêu lít xăng, chúng mình phải làm như thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán vào vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài giải nhé. Cô có bài giải như sau, các em hãy quan sát. Bài giải. Chúng ta cách vào 4 ô, ghi bài giải. Câu lời giải cách 1 ô. Cả hai người mua số lít xăng là. Phép tính ở đây chúng ta sẽ cách vào 2 ô so với lề vợ. Đó là 25 cộng 3 bằng 28 mở ngoặc lít đóng ngoặc. Các em ạ, khi chúng ta viết phép tính bình thường thì chúng mình sẽ viết đi kèm đơn vị là lít. Nhưng ở đây là bài giải toán có lời văn thì khi viết phép tính chúng ta không phải ghi đơn vị đi kèm đó là lít. Và đơn vị lít được viết tắt là chữ L, chúng ta sẽ viết ở phần đơn vị của bài toán. Tiếp tục dòng thứ 3, chúng mình ghi đáp số thẳng dấu bằng 2.28 lít xăng. Ở phần đáp số các em ghi rõ cho cô thêm là xăng, vì ở đây nếu chúng ta ghi lít thì sẽ không biết là lít gì, cho nên chúng ta phải ghi tắt là chữ L và chữ xăng. Các em lưu ý, ở đây bên cạnh số chúng mình sẽ chỉ ghi viết tắt
là đơn vị dung tích. Đơn vị đo dung tích là lít, được viết tắt bằng chữ L, chứ chúng ta không được viết rõ chữ lít các em nhé. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành bài giải số 3 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Có 5 túi gạo sau. Túi gạo thứ nhất nặng 2 kg. Túi gạo thứ hai nặng 4 kg. Túi gạo thứ ba nặng 6 kg. Túi gạo thứ tư nặng 3 kg. Túi gạo thứ năm nặng 7 kg. Ý A, câu hỏi như sau. Muốn lấy 2 túi gạo để được 13 kg gạo thì phải lấy 2 túi gạo nào? Các em ạ, bài yêu cầu là chúng mình sẽ phải lấy 2 túi gạo để được 13 kg. Vậy chúng mình sẽ lấy 2 túi gạo nào cộng với nhau để được kết quả là bằng 13 kg? Đó chính là bào gạo 6 kg cộng với bao gạo 7 kg để chúng mình được bao gạo 13 kg. Vậy như vậy chúng mình ở ý A, chúng mình sẽ lấy 2 túi, đó là túi 6 kg và túi 7 kg, để được 13 kg gạo đấy. Tiếp tục yêu cầu ý B, muốn lấy 3 túi gạo để được 9 kg gạo thì phải lấy 3 túi gạo nào? Các em ạ, bài yêu cầu chúng mình sẽ lấy 3 túi gạo với điều kiện khi chúng ta cộng lại, gộp lại thì sẽ được 9 kg gạo. Vậy chúng mình sẽ lấy như sau. Túi gạo thứ nhất là 2 kg cộng với túi gạo thứ hai là 4 kg cộng với túi gạo thứ ba là 3 kg, tức là 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, đáp ứng được với yêu cầu là lấy 3 túi gạo để được 9 kg gạo. Như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.